Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái khóa chống trộm dạng chữ U. Cái khóa này các bác có thể mua khá phổ biến ở những cái tiệm kim khí. Đây là cái nhãn hiệu của nó đây, Kaiun gì đây này. Thì cái khóa chống trộm này nó có thêm cái chức năng là báo động bằng tiếng kêu, tiếng hú ấy, khi mà cái khóa này nó bị dịch chuyển. Có nghĩa là khi các bác nào mà bị cái khóa này nó ví dụ trộm nó chạm vào, nó dịch chuyển, thì trong khoảng khoảng tầm 5 đến 10 giây nó sẽ báo động lên. Thì cái khóa này em đã sử dụng nó khoảng tầm 1 2 tháng rồi, cũng chảy xước khá là nhiều rồi, thì em thấy nó khá là an toàn và tin cậy các bạn. Thì trước tiên về cái thiết kế thì nó cũng như bao cái khóa chữ U khác thôi. Thì cái phần chữ U này nó có cái phần bằng cái cao su nó bọc xung quanh ấy. Cái phần cao su này khá là ngon luôn ấy. Cái phần cao su này khi mà các bác móc vào cái vành của các bác thì nó sẽ không làm cái vành của các bác bị xước đâu. Còn việc nó chống trộm như thế nào thì các bác có thể thấy như thế này này. Đây. Thì ví dụ như các bác khóa cái xe các bác vào nha. Thì ở chỗ này ấy, nó có hai đầu, một đầu một một mặt ấy là nó sẽ là cái dạng khóa chữ U bình thường thôi, nó sẽ không kêu đâu. Đấy, ví dụ ở cái mặt này nó sẽ không kêu này. Đó, nó không có tiếng gì phát ra nhé. Thì khi các bác quay cái này lại, quay thành mặt cái bên này, thì nó sẽ có thêm nữa là báo động bằng tiếng kêu khi mà có dịch chuyển nhé. Thì khi các bác khóa bằng cái mặt này, các bác khóa vào nó sẽ phát ra một tiếng kêu này. Đó, tiếng kêu tít đấy. Đó, và các bác để im ở một vị trí này. Đó, các bác chờ tí nhé. Ví dụ sau khi các bác khóa cái xe quang lại rồi, thì cái xe của bác và cái khóa này sẽ nằm im một vị trí như vậy. Giả sử như bây giờ là có tên trộm nào đó nó dắt xe các bác đi, hoặc là nó vào nó phá cái khóa này, hoặc là nó tác động đến cái khóa này, thì cái khóa này nó sẽ kêu. Thì ví dụ như em vào em tác động đây, ví dụ là giả sử như động đậy nó một tí này, đấy đấy, bác chờ tí nó sẽ hú đấy, tầm 5-10 giây thì phải. Có thể cái tác động nó hơi hơi yếu, cái em sẽ tác động mạnh hơn một tí đấy. Các bác có thể thấy này, nó kêu rất là to luôn. Thì các bác muốn tắt cái tiếng kêu này bắt buộc các bác phải mở khóa ra thôi. Đó, các bác muốn tắt cái tiếng kêu này thì các bác phải bắt buộc phải mở khóa ra thôi, vì trong cái chỗ cái phần đây, để em cho gần gần mà các bác sẽ thấy được. Ở trong cái phần phần lỗ trong này này, cái này thì nó hơi tối các bạn, thì các bác có thể là biết được là trong cái lỗ này nó có một cái nẫy, cái chốt ấy. Thì khi mà các bác cắm cái đường này vào, các bác cắm cái này vào ấy, thì cái phần này nó sẽ áp vào cái chốt đấy, và nó như kiểu nó cấp điện cho cái bộ mạch ở trong này nó hoạt động. Thì cái mạch trong này nó như thế nào ấy thì em sẽ tháo luôn ra cho các bác xem nhé. Và các bác có thể sau này nếu như mà nó hết pin ấy thì các bác có thể là biết được để mà các bác thay pin thôi. Thì em sẽ quay gần lại một tí. Đây, các bác chờ em đi. Rồi, đây. Em sẽ tháo hẳn nó ra. Đây. Thì trong này, đây, ở chỗ này này. Ở chỗ này và ở phía này nó có một cái ốc vít để các bác tháo ra thôi. Các bác đưa cái vít và các bác tháo ra thôi. Đây. Đấy, em tháo ra một bên rồi đấy. Tháo bên này nữa. Nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy, khi các bác tháo ra rồi, các bác sẽ rút được cái phần này ra. Đó, các bác sẽ rút được phần này ra. Thì cái phần này, một bên nó sẽ là pin nha các bác nhé. Thì pin nó sẽ là dạng dạng này này. Đâu rồi, để em tháo ra đã. Em cũng chưa tháo này ra bao giờ nhưng không biết pin nó dạng gì đây. Và nó sẽ tháo như thế nào đây. Đây các bạn. Đây. Đây các bác có thể thấy này. Pin nó là dạng pin cúc áo ấy, thì đây có bên này có 3 viên, bên này có 3 viên nữa. Thì tổng cộng nó là 6 viên pin cúc áo các bạn. Thì em nghĩ là cái pin này nó cũng rất là nhỏ gọn, nhưng mà em thấy nó có vẻ nó sẽ hơi đắt so với việc mà dùng pin tiểu. Thì các bác phải chấp nhận thôi. Đây là bên pin nhé, các em để đây. Đấy, em sẽ tháo tiếp cái phần bên bên này ra. Nó cũng rất là dễ tháo này mà các bác. Bác rút ra thôi. Đó. Thì bên này này, các bác có thể thấy này. Đây chính là cái công tắc ấy. Khi mà các bác nhét cái đây, em sẽ nhét vào này.
khi các bác nhét cái phần đây, khi bác nhét cái phần khóa vào ấy thì nó sẽ đóng cái công tắc này lại thôi. Đấy, đóng công tắc lại thôi. Thì bây giờ tại vì nó hết pin rồi cho nên nó không kêu thôi, chứ còn cái này nó đóng vào thì nó sẽ làm cái công tắc đấy đóng lại thôi. Thì em sẽ lôi tiếp cái phần mạch ở bên trong ra xem thế nào. Em sẽ lôi từ từ, cái dây này nhiều, khá là nhiều dây rợ các bạn, có thể là sẽ gây đứt đấy. Đấy này, có vướng cái gì các bạn, lôi mạnh có khi đứt mất. Ờ rồi, đây là phần cái phần mạch này. Thì trong này nó còn cái, nó còn một cái phần nữa, nó còn bốn cái dây này nữa. Thì nó có bốn cái dây này ấy, thì là một hai dây sẽ đến cái phần loa, cái phần còi này này. Đấy, cái phần còi chỗ này này, đấy, cái đây cái còi của nó nhé. Đấy, phần loa và hai dây nữa nó sẽ sang cái phần pin ở đằng kia, thì nó sẽ cấp nguồn cho cái mạch này phát triển, cái mạch này nó hoạt động thôi. Thì cái mạch này ấy, đây nó em vừa xé rách cái kia rồi, thì các bác có thể thấy cái mạch nó đang như thế này, nó cũng rất là đơn giản thôi, có mấy con linh kiện thôi, một con tràn này, một con tụ này, một con cuộn trở này. Đấy, và dưới này nó có một cái, đấy, các bác có thể thấy là cái mạch của nó có một con IC nữa. Thì ở chỗ này em nghĩ đây này, cái phần giống như cái một cái cảm biến gì đó, cảm biến chuyển động chẳng hạn. Thì em nghĩ là nó là một cái dạng chuyển cảm biến chuyển động gì đó mà em cũng không biết. Thì hy vọng các bác nào mà biết thì comment phía dưới cho em biết nhé. Tại vì cái linh kiện này em cũng thấy nó mới mới quá. Thì rất là đơn giản thôi. Thì cái phần mạch này ấy, đương nhiên là nó sẽ không có cái việc mà chống nước đâu. Tại vì lúc nãy nó chỉ bọc bằng cái miếng coi nhiệt này thôi. Dẫn đến là nếu như mà cái khóa này mà bị nhúng vào nước hoàn toàn ấy, thì có thể là cái mạch này nó sẽ bị hỏng thôi. Đấy, cho nên là các bác cũng nên đừng nên nhúng cái nước vào cái khóa này. Mà cái khóa này chỉ dành cho trường hợp mà nó mưa nhẹ nhẹ thôi, và khi mà mình khóa vào cái bánh rồi thì nó đương nhiên là cái khóa này nó cũng được che một tí nên nó không không sao cả. Thì em nghĩ là chắc chắn là cái này sẽ không thể nào mà vứt xuống nước được mà nó còn hoạt động tốt được, thì có thể nó sẽ bị hỏng thôi. Thì nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, các bác có thể thấy thì cái phần loa ở đây này thì hiện tại em thấy là nếu không thể tháo ra được các bạn, nó khá là sâu ở trong này, và nếu có tháo ra thì nó có thể là sẽ bị gây hỏng hóc thôi, cho nên em cũng không tháo nữa. Đó, thì các bác có thể thấy là cái cấu tạo của cái khóa này cũng khá là đơn giản thôi. Đó, đây là cái khóa này, em mở cái khóa này cho bác xem. Thì đây nó có hai cái chốt này, đây các bác thấy này, chốt đây này, đó. Mở ra này, đấy, mở đóng này, mở đóng này, đấy, mở đóng này. Bên này có một chút y chang như thế nữa. Mở đóng này, mở đóng này. Đó, thế thôi. Rồi, ok. Thì khóa này em đánh giá nó khá là đáng dùng luôn. Nó có tầm 250.000 ấy, thì cái số tiền đấy để bỏ ra để mua lại cái sự an toàn của cái xe cho mình ấy, cũng khá là ok. Tuy nhiên thì nó cũng khá là hơi cồng kềnh. Thì các bác muốn mang nó đi di chuyển lại thì các bác có thể là để vào trong cốp, hoặc là khóa nó vào đâu đấy trên cái xe thì vẫn có thể mang đi lại được. Em thấy là nó ok, nó tốt để các bác mua được để mà dùng. Rồi, ok, xin chào các bác.